của việc cắm trại lần này là thoát khỏi sự ngột ngạt và ô nhiễm của không khí ở bên trong thành phố, đồng thời học cách sống tự lập và rèn luyện tinh thần hòa bình với mẹ thiên nhiên. Thưa chị Huy, nếu muốn thoát khỏi những điều đó thì tại sao chúng ta vẫn cứ ở trong cái thành phố ngột ngạt này vậy? Mình thích cắm trại. Thì là tại vì... Nào, tất cả các em hãy chú ý. Chắc là các em đã xem tin tức rồi. Hiện giờ ở Kanwondo đang mưa rất lớn, nên chúng ta không thể nào tới đó để cắm trại như dự tính ban đầu được. Cho nên nhà trường mới đành phải đổi kế hoạch và quyết định cắm trại ở ngay tại trường học. Thầy mong các em vẫn sẽ tham gia tích cực hoạt động này. Tụi em chỉ muốn được đi cắm trại ở chỗ nào xa xa mà thôi. Thiệt vậy sao? Thôi được, thầy hiểu ý em rồi. Nếu các em đã muốn vậy thì chúng ta sẽ không cần tham gia hoạt động cắm trại nữa. Tất cả các em hãy đi lên lớp học bài. Dạ thôi thầy ơi, tụi em không muốn đâu thầy ơi. Thưa thầy hiệu trưởng, suy nghĩ kỹ lại thì cắm trại ở trường chắc chắn sẽ để lại nhiều kỷ niệm đẹp lắm đúng không thầy? Dạ phải, tụi em hứa sẽ tham gia hết mình luôn. Xin cảm ơn thầy rất nhiều, thưa thầy hiệu trưởng. Không có gì, đừng có khách sáo. Nào, hãy chú ý. Tất cả các em, như vậy là vừa rồi thầy đã chia thành ba đội. Hãy thực thi. Vậy tụi mình là đội 1. Là đội 2. Đội 3 đây. À ha, chúng ta sẽ trở thành đội tuyệt vời nhất. Chuyện đó đương nhiên rồi. Khi chơi tụi mình sẽ hết lòng tương trợ lẫn nhau mà. Chỉ cần nhìn mắt của nhau là đã biết đồng đội mình đang nghĩ gì rồi. Đội 3, đừng có đứng đó mà nói chuyện khen ngợi lẫn nhau nữa. Việc đầu tiên, các em cần phải nhanh chóng dựng lều để tối nay còn có chỗ ngủ. Hãy thực thi. Bắt đầu nha. Giờ mình sẽ đứng vững chắc cây sào này, và các bạn sẽ kéo căn lều qua hai bên. Còn bạn thì nắm chặt sợi dây thừng nha. Được lắm, đội này có đội trưởng rất tốt. Các bạn ơi, mình vốn chỉ là một tiểu thư, cho nên mình không thể làm được gì. Mình biết là các bạn rất cực, nhưng khi nào dựng lều xong mình sẽ chịu trách nhiệm phần trang trí cho. Vậy nha. Thôi vậy cũng được. Nếu biết mình không làm được thì tốt nhất đừng nên tham gia để tránh gây cản trở. Đã nói là để mình làm cái này rồi mà. Cậu mày cái gì vậy? Lúc đầu mình đã nói là nhận nhiệm vụ đóng cọc rồi mà. Các bạn đừng cãi nhau nữa. Mình giữ cái này lâu lắm rồi. Cái cục này nặng quá trời à. Ráng thêm một chút xíu nữa đi Minji. Tới khi nào Don đưa cho mình cái búa thì sẽ đóng xong cọc liền thôi mà. Bạn nói gì chứ? Đưa búa cho bạn hả? Không đầy nào có chuyện đó. Cãi nhau quá. Đó chính là lỗi của bạn. Hãy nghe đây, đây là lỗi của cả hai em. Bạn nhớ đó nha. Rồi, sau khi các lều đã được dựng xong, bây giờ các em hãy bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối với thức ăn và dụng cụ nấu mà mình đã mang theo. Cái gì chứ? Mắc mớ gì mà mình phải xách nước? Lý do là bởi vì bạn không chịu đem thức ăn theo. Đi cắm trại với mọi người mà bạn chỉ đem theo muỗng với đũa thôi là sao hả? Thì chuyện này bạn nói cũng đúng. Được rồi, thôi đi Don à. Mình mang theo nhiều đồ ăn lắm cho nên bạn cứ coi như... Đừng bao che cho bạn ấy Minji. Đúng vậy, tất cả mọi người đều mang đồ ăn theo. Vậy mà cha Du không đem theo bất cứ cái gì hết đó. Bởi vậy mà bạn ấy cần phải làm cái gì đó để bù đắp lại chứ. Bạn nghe chưa? Đi lấy nước về mau lên. Được rồi, mình chấp nhận đi lấy nước. Nhưng mà mình không thèm ăn của các bạn đâu. Đúng rồi là mình không nên nói như vậy. Mau đi chỗ khác đi. Ta không thể bỏ bữa tối được là vì ngươi đó. Có một con rắn. Giữa Seoul này mà cũng có một con rắn nữa. Nè chú rắn kia, hãy tới đây với ta đi. Lạ thiệt á, rắn mà cũng biết bò ngược nữa hả? Em nhìn thấy chỉ huy rồi nha. Bình thường thì đa số mọi người đi trong rừng khi gặp rắn đều sợ. Nhưng mà tại sao em lại không sợ gì hết mà còn dám tới gần con rắn nữa hả? Dạ thưa chỉ huy, em nghĩ chắc có lẽ là do em không hợp với cắm trại. Mới vừa rồi em đã gây sự với các bạn ở trong đội của em đó. Không phải đâu,
Em gặp một vài rắc rối với các bạn của mình thật sự không phải là do cấm trại. Nghe thật như vậy sao? Mà chính là do bản thân em. Nhưng mà sao chị Quy lại dám khẳng định như vậy? Khi ở trong một nhóm thì em phải nghĩ cho đồng đội chứ đừng nghĩ cho bản thân mình. Nghĩ cho đồng đội hả? Như vậy có nghĩa là... mọi người đang tới đó. Em nhớ đừng nói ai về con rắn nha. Nghĩ cho đồng đội hả? Sao chị Quy không giải thích rõ ràng cho mình hiểu chứ? Có rắn kìa! Nước đã có rồi đây. Thơm quá. Là món cà ri sao? Cà ri thì phải bỏ gì cây cây vô mới ngon. Không biết là các bạn nào đem ớt bột theo không? Có mấy trái ớt đỏ ở đây nè. Ớt này là do mình đem theo, nhưng mà nó cay dữ lắm. Có thiệt không? Anh nè, ớt này cũng đâu có cay lắm đâu. Sao kỳ vậy ta? Mẹ mình nói là loại ớt này cay dữ dội lắm. Nhưng mà mình thấy không cay chút nào hết. Nhưng mà dù sao thì thà có còn hơn không. Để mình sắc bỏ vào nha. Bỏ vô thôi. Đừng có mà lo, không có cay chút nào hết á. Nó sẽ giúp cho món cà ri nè. Để mình đi lấy thêm nước nha. Trời xa đâu. Sao hả? Các em ăn tối có ngon miệng không? Dạ. Ôi trời ơi, mình chỉ muốn đợt cắm trại này mau mau kết thúc thôi à. Giờ chúng ta chỉ còn một hoạt động nữa thôi. Đó là bài kiểm tra về lòng can đảm. Nhà vệ sinh, phòng âm nhạc, phòng họp. Nếu như các em mang được những lá cờ từ những căn phòng này về đây thì sẽ nhận được phần thưởng dành cho sự dũng cảm. Đó là khoai lang và bắp ngọt. Thiệt là hay quá đi. Vậy mới đúng chứ. Nào, xuất phát. Nếu như mình giành được những lá cờ thì dĩ nhiên là sẽ nhận được khoai lang và bắp ngọt rồi. Thật sự đây có phải là trường của tụi mình không vậy? Các em đã phải trải qua biết bao nhiêu cực nhọc để đến phần thi này. Các em có thích không? Nếu như thích thì các em hãy mau tìm cờ đi. Trời đông quá ấy à. Thật sự rất ấn tượng. Cho dù em đã đến được nơi đây rồi, nhưng lá cờ này từ trước tới giờ vẫn chưa có người nào có thể giành được nó hết. Vậy thì em sẽ là người đầu tiên giành được nó. Vậy mời em tiến tới giành nó đi. Mau tấn công đi. Hả? Ở đây cờ của em đây nè. Cảm ơn nha Chadu. Vì toàn đội của chúng ta mà bạn đã phải trải qua rất nhiều vất vả. Mình rất ngưỡng mộ dù bạn đã phá hư bữa tối của đội. Bạn nói cái gì vậy? Có bao giờ mình làm không công cho người khác chưa hả? Mình sẽ ăn hết phần khoai lang và bắp ngọt. Nè, bộ các bạn quên rằng đã đối xử với mình tệ như thế nào rồi sao?
Các bạn đã đối xử với mình giống như là một người giúp việc vậy. Cho dù cái bụng của mình có bể tung đi nữa thì mình cũng sẽ ăn cho hết. Sao bạn có thể làm như vậy? Nè Shadow à, mình nói giỡn thôi. Dĩ nhiên là mình phải chia sẻ và tương trợ đồng đội rồi. Gì chứ? Chị Quy ơi, thầy có thể chia khoai và bắp cho tất cả các bạn ở đây được không? Đương nhiên rồi, em không cần lo chuyện đó. Nè các em, chín hết rồi, lại đây ăn đi. Nè, sao không đỡ mình vậy? Để ăn vài cái xúc xích chiên được không hả mẹ? Ôi trời, còn hỏi nữa, đương nhiên là không rồi. Gì vậy ta? Tại sao lại có đông người đứng bu quanh đó vậy? Không lẽ có cửa hàng nào bán giảm giá lớn hay sao? Được rồi, soi cha đu, con đã sẵn sàng chưa? Mẹ còn muốn mua thêm gì nữa đây? Chúng ta đã mua quá nhiều và cánh tay con mỏi lắm rồi. Mẹ sẽ mua cho con xúc xích chiên. Trời cha đu, hiện giờ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nào, đi thôi. Đây là cái gì vậy chứ? Có phải là bán hàng giảm giá gì đâu. Mẹ ơi, chúng ta hãy đi thôi. Cuộc thi bé khỏe. Ơi, xin chào bà về rồi đây. À nè, bà xã, em tính toán gì mà suy nghĩ dữ vậy? Em đang cố gắng lựa chọn ra một đứa trong số các con mình để đăng ký tham gia cuộc thi. Tham gia cuộc thi à? Nhưng mà thi cái gì ta? Thì là cuộc thi bé khỏe ở thị trấn hàng năm đó anh. À, cái cuộc thi đó hả? Những đồng nghiệp của anh ở trong công ty cũng đang bàn tán về việc cho con của họ đăng ký tham gia cuộc thi này đó. Có thiệt là như vậy không anh? Nếu như vậy thì không ổn. Cuộc thi trở nên khó khăn hơn nhiều rồi. Nếu như vậy, Mimi sẽ là người được chọn. À, đúng vậy. Mimi nhìn mũm mĩm và rất là dễ thương. Chắc chắn Mimi sẽ trở thành bé khỏe tuyệt nhất rồi. Mũm mĩm chứ không phải là mập mà. Nè chị, bởi vì mẹ chọn em nên chị mới ganh tị có đúng không? Ai mà thèm ganh tị chứ. Chị không thèm quan tâm tới những việc như vậy đâu Mimi. Chị không muốn mình trở thành một con vật ở trong sở thú đâu. Có cho tiền chị cũng không thèm làm. Mimi à, con phải cố gắng giành giải nhất nha cô. Mimi của bà hãy cố gắng lên. Chị ơi cố lên, chắc chắn chị sẽ làm được mà. Đúng vậy. Ôi trời ơi, có chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Ôi trời ơi, nhìn Mimi có vẻ rất là tệ luôn đó. Nè Mimi à, con có đau lắm không? Dạ không, nó không đau chút nào hết. Nhưng con không thể nhìn được và có cảm giác ngứa lắm. Thật tội nghiệp cho con mà. Mẹ ơi, mẹ đừng quá lo lắng mà. Thật sự không đau chút nào. Ôi trời ơi, con không sao là tốt rồi. Nhưng cuộc thi bé khỏe sẽ tổ chức vào hôm nay. Con bị như vậy thì làm sao mà tham gia được? Xin chào mọi người buổi sáng hả? Mắt của em nhìn giống như quái vật vũ trụ á. Quái vật vũ trụ hả? Mẹ ơi, chị cười con kìa. Cha đu à, sao con dám? Tại sao con có thể nói em con là quái vật vũ trụ hả? Ngốc. Con bé này thích chơi thể thao, không giống như những đứa bé gái khác. Hãy nhìn những cơ bắp của nó đi. Chadu à, con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đăng ký tham gia cuộc thi này. Chúng ta nhất định sẽ làm cho Choi Chadu con gái của mẹ trở thành người chiến thắng. Cái gì chứ? Con không thích tham gia cái đó đâu. Chadu, con có chịu đứng lại chưa? Ôi trời ơi, thiệt là khó chịu. Sao mình phải làm mấy cái chuyện này vậy chứ? Chịu khó một chút đi. Nếu thắng sẽ được cấp gạo miễn phí trong vòng một năm đó. Nhưng chúng ta
vẫn có thể mua gạo được mà. Trời đất ơi, chơi xe đu con hãy cố gắng động não một chút đi. Nếu như nhà mình không cần phải mua gạo trong vòng một năm, chúng ta có thể dùng tiền đó để mua thịt. Con thử suy nghĩ coi vậy có phải sướng không? Hả? Mua thịt sao? Xin mời em cho cha đu có số đăng ký 59. Hãy vào trong này đi. Tôi sợ là chỉ mất thời gian mà thôi. Nó là con bé không đạt đi. Không sao, tôi thấy cô bé rất tốt. Dù sao đi nữa, đây không phải là cuộc thi bé đẹp mà là cuộc thi bé khỏe. Ngài thấy có đúng vậy không thưa ngài? Mục đích của cuộc thi này là giúp chúng ta tìm ra những đứa trẻ mạnh mẽ và có sức khỏe thiệt là tốt. Thật sự là như vậy sao ạ? Vậy thì bây giờ con sẽ biểu diễn trò này. Nhưng thật sự chúng ta đã xem những trò như thế này hàng trăm lần rồi. Anh hãy thông báo con bé không đạt và cho đứa trẻ kế tiếp dù đi. Ai, thiệt là chán ghê á. Mình cần phải có nhiều khoảng trống hơn nữa. Phải chuyển mấy cái này đi thôi. Đã đậu rồi. Hay lắm, mẹ biết là con làm được mà. Thưa quý vị, thật xin lỗi vì sự chậm trễ. Và bây giờ sẽ không để cho quý vị chờ lâu nữa. Tôi xin tuyên bố cuộc thi bé khỏe chính thức được bắt đầu. Và đây là ba ứng viên sáng giá nhất đã bước vào vòng chung kết sau khi vượt qua vòng sơ tuyển. Xin trân trọng giới thiệu. Cố lên cha đu, cố lên cha đu, cố lên cha đu, cố lên cha đu. Anh Huy à, bạn đang làm cái gì ở đây vậy hả? Tại sao bạn có thể mà mình lại không chứ? Đây là cuộc thi dành cho những đứa trẻ tuyệt vời nhất và mình thấy thích hợp cho mình lắm. Thôi được rồi, nếu bạn nói vậy thì hay lắm. Nhưng mà bạn có chắc chắn là mình không sai lầm khi tham gia cuộc thi này không hả? Dĩ nhiên là mình đã suy nghĩ kỹ rồi. Rồi bạn sẽ phải khóc lóc sau khi bị mình đánh bại. Vì vậy biết không thể rút lui đi. Bạn cứ chờ đó mà xem. Mình nhất định sẽ đánh bại Lee In-woo cho bằng được. Mình sẽ làm tất cả mọi thứ để chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào vòng thi đầu tiên. Trong vòng thi đầu tiên này sẽ có một thí sinh sẽ bị loại. Vòng thi đầu tiên chính là thi ăn. Ôi trời đất ơi, vòng thi này cha đu thắng chắc. Đúng vậy đó, cha đu có thể ăn bất kỳ thứ gì. Vòng thi này dễ như ăn bánh thôi mà. Tuy nhiên, đây không phải là thi ăn những món bình thường hàng ngày, mà được làm từ những loại rau của trẻ em không thích. Cà tím, hành tây, bí ngòi, và cuối cùng là rau chiên dịch. Các thí sinh cần phải ăn tất cả những thứ đó thì mới có thể vượt qua được vòng thi đầu tiên này. Lá, không thể nào, mình không thích chúng một chút nào. Thôi được rồi, mình không còn lựa chọn nào khác đâu. Chúng tôi chuẩn bị phần thi này để muốn nói về việc một bữa ăn cân bằng sẽ rất quan trọng cho sức khỏe của trẻ em. Mình không thể nào ăn chúng được, mình chỉ ăn được những món bình thường thôi à. Ủa, vậy là thí sinh Chin Hoa đã chấp nhận bỏ cuộc. Bây giờ chúng ta hãy tiến hành kiểm tra hai thí sinh còn lại. Tuyết, cả hai thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong bữa ăn của mình rồi. Và như vậy là hai thí sinh của chúng ta, Choi Cha Du và Lee In-woo sẽ cùng được quyền tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai. Vòng thi thứ hai chính là thi sức khỏe, đó chính là vận chuyển gạo. Tất cả mọi người ở đây chắc cũng đều biết, giải thưởng cho người thắng cuộc là 1 năm cấp gạo miễn phí. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một tháp gạo lớn ở phía dưới sân khấu. Sử dụng dụng cụ đã được cung cấp, trong khoảng thời gian 5 phút, thí sinh nào chuyển được nhiều gạo nhất sẽ là người chiến thắng cuộc thi ngày hôm nay. Nè Cha Du, 1 năm cấp gạo miễn phí lần đó, hãy cố gắng lên. Đúng như vậy, mình nhất định phải giành được chiến thắng. Được rồi, hãy cứ chờ mà xem. Mình đã phải đi rất xa nên không thể nào quay về với đôi tay không. Tôi đã nhìn thấy được cả hai thí sinh đều quyết tâm giành chiến thắng. Và bây giờ vòng thi cuối cùng xin phép bắt đầu. Ừ.
mình không thể chuyển thêm được nữa. Và bụng của mình hình như là có vẻ không được ổn rồi. À, không thể nào tin được mà. Chà đu à, nếu như con chiến thắng, mẹ xin hứa sẽ làm món dăm bông cho con ăn mỗi ngày luôn. Con hãy cố lên. Dăm bông, dăm bông, dăm bông. Ăn dăm bông mỗi ngày, vậy thì mình nhất định không thể thua. Thưa quý vị, chỉ còn có 10 giây nữa thôi. Với số lượng hiện giờ, có thể thí sinh Lee Anh Huy sẽ là người thắng cuộc. Anh Huy không thể nào thắng cuộc, chuyện đó không thể nào xảy ra được. Hãy nhìn Chà Đu kìa, cô bé đang thể hiện cho tất cả chúng ta nhìn thấy một sức mạnh thật phi thường. Nếu như Chà Đu có thể mang hết toàn bộ số gạo đó thì cô bé sẽ giành chiến thắng. Và người chiến thắng chính là bé Joy Chà Đu. Hay quá, mình làm được rồi. Mẹ ơi, mau rời khỏi đây thôi. Đúng rồi đó bà xã, hãy mau rời khỏi chỗ này thôi. Mẹ mình nói sẽ mua cho mình bộ xe lửa để làm quà đó. Giáng sinh năm nay ba mình sẽ mua cho mình một con robot. À, thật ra thì mình cũng không quan tâm chuyện quà Giáng sinh cho lắm. Nhưng nếu họ tặng quà cho mình thì mình vẫn sẽ nhận. Còn bạn thì sao? Mình hả? Chắc là ba mẹ sẽ tặng gì đó cho mình thôi mà. Sao năm nào cũng có vụ này hết vậy? Ba mẹ ơi, con nghĩ là con cần một chiếc xe đạp để đi đó ba mẹ. Ba mẹ có nghĩ giống như con không? Con cần để làm gì? Thì con mới nói là để đi mà. Tháng này nhà của chúng ta không có dư nên không có được đâu. Với lại con đang phát triển thì đi xe đạp làm gì? Đi bộ đi cho mau cao lớn. Anh thấy Chà Đu đã nhắc về cái vụ xe đạp này từ lâu lắm rồi á. Sao chúng ta không mua cho con bé một chiếc đi em? Vậy anh định sẽ mua cho nó có đúng không? Ôi trời ơi, tiền lương anh đưa hết cho em rồi còn gì. Tiền ra ngoài uống rượu anh còn không có nữa mà. Nếu bây giờ mình muốn mua cái gì cho Chà Đu thì phải mua thêm 2 phần nữa đó. Xe đạp có thể xài chung được mà. Mình chỉ cần mua một chiếc cho con bé. Hay vậy cho nên em cứ suy nghĩ. Thôi được rồi. Ác mộng Giáng sinh. Bực mình quá à. Tới bao giờ ba mẹ mới không nghĩ tới chuyện tiền bạc nữa đây? Cô gái ơi, hãy mau thức dậy đi. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh. À, đây là bác quản gia nhà Sơn Hôn mà. Trời đã sáng lắm rồi, đã đến giờ phải dậy. Bác quản gia đang làm gì ở nhà con vậy? Bắt đầu từ sáng hôm nay, tôi sẽ làm việc ở đây thưa cô chủ. Cô cần phải thức dậy ngay lập tức, bởi vì ông chủ và bà chủ đang đợi cô ở bên ngoài. Ông chủ và bà chủ... Xin chào con gái nhỏ của ta, chúc mừng Giáng sinh. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Ba chờ con gái để chào buổi sáng bởi vì bà sắp phải đi rồi. Lát nữa bà phải đáp một chuyến bay để đi công tác. Chà Đu à, Giáng sinh này bà có một món quà lớn cho con, chắc chắn con sẽ không thất vọng đâu. Món quà lớn sao? Nó là gì vậy ba? Thôi chết, sao chưa gì mà đã đến giờ rồi. Xin lỗi Chà Đu, nhưng chuyện món quà con cứ hỏi bác quản gia nha. Giờ bà phải đi liền đi. Ủa? Nhìn ba con có vẻ vui quá ha. Mẹ ơi, ba đi công tác chừng nào mới về hả mẹ?
Hình như hồi nãy ba con nói là đi một tháng thì phải. Đi một tháng lận sao? Vì ba của con phải kiếm tiền cho nên rất là bận rộn. Vậy sao? Mimi và Barbie có nhà không hả mẹ? Con còn chưa tỉnh ngủ nữa hả? Mimi và Barbie đang đi du học ở Mỹ mà. Du học hả? Ông quản gia, ông mau đưa cha Du đi học giùm tôi đi. Dạ bà chủ, cô chủ xin mời bên này. Nghĩa là mình chỉ có một mình thôi sao? Trời ơi, nó đẹp quá đây. Xin lỗi thưa tiểu thư. Ủa? Xin hỏi có thể cho tôi chút đồ ăn không? Sao luôn hả? Bạn đang làm gì ở đó vậy? Mau tránh ra, thằng bé ăn mày kia. Tôi đã nói với cậu rồi, không được bén mảng tới đây nữa mà. Không mau đi đi. Tôi xin lỗi rất nhiều. Đó là Sơn Hôn mà. Bác không biết bạn ấy hả? Tiểu thư à, cậu ta chỉ là một tên ăn mày dơ bẩn mà thôi. Bác quản gia ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Chúng ta sẽ đi đến buổi tiệc Giáng sinh mà ông chủ đã đặc biệt chuẩn bị dành cho tiểu thư. Là một buổi tiệc Giáng sinh sao? Mọi người đã đến từ sớm và đang đợi tiểu thư ở bên trong. Đợi con hả bác? Cảm ơn tất cả các bạn đã tới tham dự buổi tiệc Giáng sinh đặc biệt của cha Du. Mọi người hãy chơi cho thật vui vẻ nha. Tiểu thư cha Du, chúng tôi đã chuẩn bị cho cô một số món quà và để ở bên này. Cô hãy mau xem đi. Tất cả quà này đều là của em thiệt sao? Đúng vậy. Nếu như mọi người đã có lòng như vậy thì em xin cảm ơn. Dạ thưa tiểu thư, đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Nhưng mà đi đâu mới được chứ, buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà bác. Tiểu thư không thể chơi với những thường dân được. Hơn nữa lịch trình của ngày hôm nay đã kín hết rồi. Chúng ta phải nhanh chóng di chuyển đến mũi hẹn tiếp theo. Chiều nay từ 2 giờ đến 3 giờ tiểu thư sẽ có tiết học violon. Sau đó từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ cô sẽ có tiết học nghi thức ăn tối. Và vì đang phải giảm cân nên không được ăn quá nhiều. Lúc 7 giờ thì có sự kiện quyên góp cho một tổ chức từ thiện. Nhớ phải cười thật tươi đó. Đến 8 giờ thì có tiết học ngoại ngữ. Các giáo viên đều được mời đến dạy tại nhà. Buenos días. Guten Morgen. Thưa tiểu thư, một cô gái gia giáo không được phép nằm như vậy. Ông chủ và bà chủ cũng đã từng nói qua, ân sủng sẽ đến từ tư thế của một con người. Và tư thế tốt nhất sẽ được lễ Giáng sinh thật là nhàm chán quá. Trong những ngày tới, tiểu thư phải nói được 5 ngôn ngữ để tiến hành sàng lọc. Sau đó bác đừng nói nữa. Bác ơi, bây giờ con chỉ muốn được nhận quà Giáng sinh thôi, không cần những thứ khác đâu. Con cũng không cần là tiểu thư, con của ông chủ hay bà chủ gì hết. Lại càng không muốn kiểm soát cân nặng. Bác hãy để cho con một mình có được không? Bây giờ tôi sẽ đưa cho tiểu thư lịch trình của ngày mai. Bắt đầu dừng lại đi sáng, dừng lại đi qua. Con không muốn nghe. Con không muốn. Hả? Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Thật là nhẹ nhõm. Làm người già cũng không dễ một chút nào. Đây ba. Mẹ ơi mẹ. Hả? Ba ơi. Có gì ăn không? Tôi đói quá. Trời ơi. Nha, ba ơi. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh mà ba. Giáng sinh hả? Nó có phải đồ ăn không? Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không làm bữa sáng? Con thấy ba đang gặm báo cho đỡ đói kia kìa. Bữa sáng hả? Mẹ đã làm rồi mà con. Ở đâu? Sao con không thấy? Hả? Trời ơi, sao mà nó hôi quá vậy? Cái này thì làm sao có thể ăn được hả mẹ? Đây là tất cả thức ăn mà nhà chúng ta có. Không ai ăn nổi cái đó đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta không có đồ ăn vậy? Ít nhất thì ở trong tủ lạnh cũng phải có cái gì đó chứ. Cái tủ lạnh nhà mình bị làm sao vậy? Nó bị ngắt điện từ lâu lắm rồi. Cái gì chứ? Mẹ ơi, tụi con đói quá. Cho tụi con một chút hôi thối đi mẹ.
Cha Đu à, nếu như con đang rảnh thì hãy mau ra ngoài tìm thức ăn đi. Trong thùng rác của những nhà giàu quanh đây chắc chắn có đồ để ăn. Đây không phải là sự thật, mình chỉ nằm mơ thôi à. Bác quản gia ơi. Con là ai vậy? Là con nè, Cha Đu nè bác. Bác không nhớ con hả bác? Đó là Sơn Hôn mà. Bạn ấy là ai vậy? Chỉ là một kẻ ăn xin thôi thưa cậu chủ. Sơn Hôn à? Trời ơi. Có thể cho chúng tôi tiền lẻ được không? Có thể cho chúng tôi. Cũng chỉ là giấc mơ thôi. Con đang làm cái gì vậy? Mẹ ơi, nhà mình có đồ ăn không? Tất nhiên rồi, con muốn ăn sáng hả? Cái này cũng có. Thiệt là hú hồn mà. Sao mình có thể mơ kinh khủng như vậy được chứ? Cha Đu à, hôm nay có chuyện gì vậy con? Dạ không có chuyện gì đâu ba. Tại con thấy ba làm việc cực quá thôi. Nhà mình không có quá nghèo, cũng không quá giàu, như vậy là được rồi. Vậy nên ba đừng có làm thêm nhiều việc nữa nha, được không ba? Ba biết rồi, ba biết rồi. Mẹ ơi, đã có đồ ăn sáng chưa mẹ? Mẹ còn đang phân vân không biết nấu cái gì ăn đây nè. Mẹ nấu cái gì cũng được hết, miễn không phải là thức ăn ôi thiêu thì vô tâm. Thức ăn ôi thiêu thì làm sao mà ăn được? Rốt cuộc con đang nghĩ cái gì vậy hả? Con có bị ấm đầu hay không mà nói vậy? Anh nghĩ là Cha Đu đã đoán ra được gì đó rồi em mà. Vậy cũng tốt, chúng ta không cần phải giấu nó nữa. Ba ơi, con thích nhà của mình luôn giống như bây giờ vậy nè. Cha Đu ơi, ra coi có cái gì nè. Ta-da, đây chính là món quà Giáng sinh mà con muốn nè. Ba ơi, cái này thật sự là của con hả ba? Tất nhiên rồi, cái đó là của con đó. Ba ơi, mẹ ơi, con yêu hai người quá đây. Anh coi con bé vui chưa kìa. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà con từng được nhận luôn đó. Cha Đu à, chúc con Giáng sinh vui vẻ nha. Mẹ ơi, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con. Nó tuyệt vời tới nỗi con còn không dám tin đây là sự thật luôn đó mẹ. Mẹ ơi, con không phải là đang nằm mơ có đúng không? Cái gì? Con đang nằm mơ đó con. Xe đạp của mình. Tại sao những chuyện như vậy lại xảy ra với mình chứ? Dạ, những khi mẹ em có công việc bận rộn, ba em sẽ giúp mẹ em dọn dẹp nhà cửa và rửa chén. Em cảm thấy ba và mẹ của em rất là tôn trọng nhau. Không tưởng tượng nổi. Đúng là không thể so sánh được. Dạ, ba của em xin hết. Ba của em đúng là rất tuyệt vời. Em làm tốt lắm. Tiếp theo tới lượt Đôn Đôn. Mẹ của em bình thường phải đi làm, và dù rất bận rộn, nhưng lúc nào mẹ em cũng vui vẻ và tươi trẻ giống như những thiếu nữ. Ba em rất tuyệt vời. Dù bận cỡ nào thì chủ nhật cũng sẽ đưa cả nhà đi ăn, hoặc một số nơi như khu vui chơi hay sở thú. Dạ em xin hết. Tưởng vậy là hay lắm chắc. Và tiếp theo sẽ là Cha Đu. Cô ơi cô, để lần sau em kể có được không cô? Hả? Tại sao phải để tới lần sau vậy hả?
Dạ tại em nghĩ ba mẹ của em sẽ rất khác so với ba mẹ của các bạn. Lỡ như em nói sự thật về ba mẹ thì sẽ làm tổn hại tới hình ảnh của họ mất. Em đừng có ăn nói lung tung nữa. Bước lên đây. Dạ thưa cô. Người mẹ vĩ đại của mình. Thưa cô và các bạn, bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người về ba mẹ của mình. Nhưng mà mình cảnh báo trước, những bạn bị yếu tim và có chứng dễ sợ hãi thì hãy bịt lỗ tai lại. Cô cũng phải cẩn thận nha cô, vì đây có thể là câu chuyện đáng sợ nhất về hôn nhân đó. Đúng là cha đu có khác. Sự thật thì ba mẹ của mình khác nhau về mọi thứ, kể cả nhóm máu và tính cách. Mình cũng không hiểu gì sao họ có thể sống chung với nhau được. Mà cha đu ơi, cô à. Cô đừng có ngắt lời của em vẫn còn chưa bắt đầu đó. Ôi trời, mình dậy trễ nữa rồi. Sáng nào mẹ em cũng thức dậy từ rất sớm. Rồi muốn thức dậy đi cha đu, con còn phải đi học nữa đó. Cho con 5 phút nữa đi. Dạ thưa mẹ, con đi học. Chà, hôm nay trời nắng đẹp quá, phải tranh thủ mang hết đống mền ở trong nhà ra giặt phơi mới được. Còn gì làm nữa không ta? Mẹ mình còn là người rất thích để dành tiền. Mọi người trong nhà đặt cho mẹ là biệt danh quý bà keo kiệt. Trời ơi, sao tháng này mình lại chi xài nhiều quá vậy ta? Không thể để tình trạng này kéo dài được. Tuyệt đối không được hoang phí. Phải tiết kiệm tối đa. Phải cắt giảm tiền tiêu vặt của cha đu. Tiền ăn uống nè, tiền quần áo nè, tiền tiêu vặt của ba sắp nhỏ nữa. Tất cả chi phí đều được cắt giảm. Mình cần phải tiết kiệm. Thưa mẹ, con mới về. Sao người ngợm của con nhìn dơ giấy quá. Một vé người lớn và một vé trẻ em. Cô ơi, chờ một chút đã. Bé này học lớp 3 rồi, sao có thể mua vé trẻ em được chứ? Cô là người ngoại thì làm sao mà hiểu rõ gia đình của chúng tôi được hả? Con gái à, chúng ta mau vô trong đi con. Không phải chứ, cái cô này thiệt. Anh trời ơi, mất mặt quá đi. Mình bị thấp bé như vậy chắc là vì bị mẹ ký đầu mỗi ngày. Thậm chí mẹ còn thẳng tay quăng mọi thứ về phía mình. Nếu như muốn đi đâu, mẹ của mình cũng chỉ đi bộ thôi. Ngay cả phương tiện công cộng là xe buýt cũng rất ít đi. Nhưng ba của mình thì khác nha. Ba thường xuyên đi taxi như đi xe riêng vậy. Hả? Tôi chết sắp trễ giờ làm rồi. Thật là đúng lúc taxi. Bác Tài ơi. Hai bác Tài, đến thẳng ngã tư phía trước giùm tôi. Vẫn chưa hết đâu. Hả? Mình ngủ quên nữa rồi. Còn cà vạch nữa, cà vạch của mình không đâu? Không phải là anh đang cầm hay sao? Mà tại sao em lại không kêu anh vậy chứ? Em đã kêu anh 5 lần lận đó. Đưa cho anh đôi vớ đi. Vớ qua anh đây nè. Đến cuối tuần còn kinh khủng hơn nữa. Tới đây chị đi. Trời ơi, sao lười quá vậy hả? Nếu không phụ được thì làm ơn ngồi dậy cho người ta lao coi. Anh chết rồi, đừng có nói gì đến anh nữa. Đừng có tào lao nữa, cái vòi nước ngoài sân bị hư rồi kìa. Anh mau ra sửa giùm em đi. Em nói hoài mà sao tới giờ anh vẫn chưa chịu sửa. Để ngày mai anh sửa cho, anh hứa đó. Đúng là không thể nào sống nổi nữa. Wow, mẹ biết sửa vòi nước hả mẹ? Tất nhiên. Ôi, bà của mấy đứa may mắn lắm mới cưới được một người đảm đang như mẹ và làm vợ đó. Nếu không ông ấy đã phải ra đường sống dứt dưỡng từ lâu lắm rồi kìa. Em đang nói gì vậy? Nếu không có anh thì cánh đàn ông trên đời này sẽ kêu la vì có một bà vợ vừa bạo lực và vừa hay càm ràm.
Anh vừa mới nói cái gì? Anh có thể lặp lại được không anh? Ê, đó đó, anh đâu có sai đâu. Em lại bắt đầu nữa rồi kìa. Ba nói đúng, vì thật sự là mẹ của mình lúc nào cũng cằn nhằn hết á. Nếu con đã chơi xong rồi thì phải cất đồ chơi đi chứ con. Mi Mi, con nghĩ con là diễn viên hay là người nổi tiếng hả? Chỉ có một ngày thôi mà con thấy biết bao nhiêu đồ. Làm hết bài tập về nhà chưa? Chuẩn bị bài mới chưa? Rồi xem lại bài chưa? Bà xã ơi, anh đi làm luôn đây. Đang làm thì phải về nhà ngay cho em. Không được nhậu nhẹt gì hết, biết chưa? Ba ơi, trên đường về bà mua đồ ăn giặt cho tụi con nha. Chưa hết đâu. Nếu gặp mẹ giận thì mình sẽ bị ăn đòn ngay. Con đã làm gì sai mà mẹ lại đánh con chứ? Gan quá ta. Hôm nay dám trả treo với mẹ hả? Sao hả? Còn dám trả treo không? Nói chung cuộc sống này là chuỗi ngày rất đau khổ, vì lúc nào mẹ cũng cằn nhằn và đánh mình. Mình hiểu rồi, bạn giống y chang mẹ của bạn luôn cha đu. Bạn có biết đây là câu nói mà mình ghét nhất hay không? Bạn nhìn kiểu gì mà nói mình rất giống mẹ mình. Cha đu à, em hãy bình tĩnh chút đi. Dạ, chính vì vậy mình thích ba mình hơn là mẹ mình gấp nhiều lần. Mẹ ơi mẹ, chỉ 500 won thôi mà. Mẹ cho con 500 won thôi. Mẹ mới cho con tiền tiêu vặt rồi mà. Sao con không chịu tiết kiệm gì hết vậy? Cho con đi mẹ, 500 won thôi. Cái con bé này. Rồi rồi, mẹ đưa nè. Hả? Mẹ ơi, sao chỉ có 100 won thôi? Sao hả? Con cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ hả con? Dạ không, đủ rồi mẹ ơi. Con cảm ơn mẹ nhiều. Ba ơi ba. Để ba đoán nha. Định xin tiền đúng không? Bao nhiêu đây? Con muốn xin 500 won để đi mua đồ ăn. Cô làm ba thất vọng thiệt đó. Dạ. Thời bây giờ 500 won có thể mua được cái gì chứ? Đã muốn ăn thì phải ăn cho thiệt ngon mới được. Ba cho con luôn 1000. Muốn ăn gì cứ thoải mái nha. Phải thương yêu mình một chút, đừng có quá tiết kiệm. Dạ. Chính vì vậy mình mới thích ba của mình nhiều hơn mẹ gấp mấy lần đó. Nhưng mới hôm qua thôi đã có một chuyện rất kinh khủng đã xảy ra. Anh nói cái gì? Anh đã làm mất hết tiền thưởng tháng này ở quán rượu rồi sao hả anh? Thật ra lúc đó anh uống say quá nên không biết là có làm mất hay không nữa. Nhưng anh đã tìm hết quán rượu và công ty mà cũng không thấy. Tôi đã hiểu rồi. Bà xã, em không tức giận sao? Tại sao tôi phải giận chứ? Từ giờ trở đi chúng ta là người xa lạ. Cái gì? Anh thích uống rượu tới như vậy thì từ bây giờ cứ tiếp tục uống rồi sống một mình với bọn trẻ luôn đi. Không liên quan gì tới tôi nữa hết. Bà xã ơi. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ ơi. Trước khi đi, mẹ có thể ký vào đây được không? Cuối cùng thì mẹ của mình cũng thật sự đi mất rồi. Nếu trước khi đi mẹ chịu ký tên cho mình, vậy thì hôm nay mình đâu có bị phạt phải lau chùi tất cả phòng vệ sinh đâu. Chính vì vậy, mình không thể nào tập trung học hành đàng hoàng được trong tình cảnh khó khăn. Thôi đây, bình thường bạn cũng có học hành đàng hoàng gì đâu. Cho nên là hôm nay em không có tinh thần để học đâu cô ơi. Với vai trò là đứa trẻ lớn nhất ở trong nhà, mình phải suy nghĩ cách làm sao để sống khi không có mẹ ở bên cạnh mình. Chính vì vậy, người chịu trách nhiệm dọn phòng vệ sinh hôm nay sẽ là Choi Cha Du. Bây giờ mình phải làm gì mới được đây? Liệu mình có nên nghỉ học để ở nhà chăm sóc hai em không? Mimi thì suốt ngày chỉ biết ăn với ăn thôi. Còn ba thì càng không thể trông chờ được. Mình biết sớm muộn gì cũng có ngày này thôi. Từ lúc bắt đầu đã có vấn đề rồi. Ai biểu ba mẹ mình khác nhau á làm chi? Em không thèm nghỉ nữa đâu. Choi Cha Du, đã tới lúc mày phải hành động rồi. Trước mắt là bữa tối nay, không biết nên cho mọi người ăn gì nữa đây. Không phải rồi, hay là mình kêu mì tương đen và thịt chua ngọt về cho mọi người ăn đỡ. Ngày mai thì kêu pizza và gà rán. Cho tôi mặc kệ đi. Thưa mẹ con mơ. Ông quên mất, mẹ không có nhà mà. Cha Du, con về rồi hả? Hả?
Mẹ ơi, mẹ đang làm gì ở đây vậy? Làm gì là làm gì? Đây là nhà của mẹ mà. Cha đu ba về rồi nè. Ba ơi ba. Con sao vậy? Ba xã. Ngọn gió nào đã đưa anh về sớm quá vậy? Thì anh lo mấy đứa nhỏ ở nhà có một mình cho nên. Bà xã ăn đi. Thôi anh ăn đi. Đã ốm vậy còn nhường làm gì? Nếu ba mẹ không ăn thì để cho con ăn đi. Cái đó là để cho ba con. Thôi được rồi, anh ăn đi. Thôi em mau ăn đi. May quá vẫn còn kịp. Chà Đu à, bạn lại chạy đưa tới trường sao? Tại bạn không biết đó. Mình tưởng sắp trễ học rồi cho nên mới phải chạy cấp tốc tới trường. Chạy cả đoạn đường như vậy chắc bạn khát nước lắm ha. Uống nước đi. Cảm ơn bạn nha. Sao tự nhiên bữa nay bạn tốt vậy? Thì tụi mình là bạn bè mà. Khai thiệt đi, bạn không bỏ độc vào trong nước chứ? Bạn đang nói cái gì vậy? Sao mình có thể bỏ thứ gì đó vô trong nước uống được? Mình có thể tin bạn được không? Tất nhiên là có rồi. Mà nói thiệt nha, bạn luôn là người có nhiều năng lượng nhất lớp mình đó, có đúng không mọi người? Bạn biết không, mình thấy cha đu chàng này năng lượng giống vậy nè. Bạn ấy khỏe mạnh và xinh xắn nữa. Các bạn bị chạm mạch hết rồi đúng không? Các bạn ấy không có bị gì đâu mà. Mình nghĩ họ hành động như vậy là vì chuyện ngày mai đó. Ngày mai thì sao chứ? Thì ngày mai là ngày lễ tình nhân đó. Hả? Ngày mai là ngày lễ tình nhân sao? Đúng vậy, ngày mai chính là lễ tình nhân á. Mới đó mà đã tới lễ tình nhân rồi. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra với Don Don vậy? Năm ngoái mình học chung lớp với Don Don nên biết được một chuyện là như vậy. Nè, cho Sơn Đôn, bạn không được tặng quà hả? Shadow, bạn đã uống ly nước mà mình đưa chưa vậy? Mình nghi ngờ là bạn có ý đồ xấu nên đã đổ đi rồi. Đừng làm phiền mình nữa Đôn Đôn nè. Bạn thiệt là, tại sao mình phải làm như vậy chứ? Lát tan học chúng ta cùng đi về nha, cả Minchi nữa. Tại sao mình phải về chung với bạn chứ? Bởi vì nghe nói dạo gần đây có rất nhiều kẻ xấu bắt cóc trẻ con. Các bạn lại là con gái nên cần có người đi theo để bảo vệ. Cho nên tan học về chung nha. Rốt cuộc thì bạn ấy nói cái quái gì vậy hả? Năm ngoái, Đôn Đôn là bạn trai duy nhất ở trong lớp không được nhận sô-cô-la từ các bạn gái đó. Thì tại bạn ấy có bao giờ đối xử tốt với con gái đâu. Không nhận được sô-cô-la là đúng rồi còn gì. Bây giờ có muốn làm gì để lấy lòng họ cũng đã quá trễ. À phải rồi cha Đôn, bạn sẽ tặng sô-cô-la cho ai? Sao mình lại phải tặng chứ? Bạn không thấy đem sô-cô-la đi tặng cho người khác rất lãng phí sao? Nếu có sô-cô-la thì mình sẽ để dành ăn một mình. Cũng phải, cha đưa là vậy mà. Còn bạn thì sao hả? Muốn tặng sô-cô-la cho ai đây? Có cần mình đi mua chung với bạn không? Không cần đi mua đâu, vì mình sẽ tự tay làm sô-cô-la. Ủa? Chuyện này hơi lạ à nha. Mình đánh hơi thấy có cái gì đó rất đáng nghi. Bạn nói gì vậy chứ? Minchi à, có phải là bạn đã thích ai rồi không? Không có đâu, bạn đừng đoán bậy mà. Mình sẽ làm một cái thiệt là lớn rồi sau đó tự ăn. Nè, chơi cha đu, ra chơi banh qua đây đây. Nếu muốn thì tự qua đây mà lấy. Bạn có quyền gì mà dám sai mình? Con gái gì mà ăn to nói lớn quá vậy không biết. Người ta nói lớn hay nói nhỏ thì liên quan quá gì tới bạn mà bạn thắc mắc chứ. À mà mình nói nè. Mình không thích mấy loại sô-cô-la rẻ tiền, ăn không có ngon lạnh gì hết. Mình thích sô-cô-la ở mấy trung tâm thương mại á, nên mình từ chối nhận sô-cô-la của bạn nha.
Đồ thần kinh, bạn cứ ở đó mà mơ đi ha. Vì chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bạn hư cái gì chứ? Nói cho bạn biết chuyện này nha, Shadow sẽ tặng sô-cô-la cho mình á. Sao bạn chắc chắn như vậy? Để mình nói rõ cho bạn nghe nha. Người mà Shadow sẽ tặng sô-cô-la là mình, lớp trưởng đẹp trai tài năng Lee Yun-sak. Mình thật sự không biết bạn đang nói cái gì nữa. Vì Shadow chắc chắn sẽ tặng sô-cô-la cho mình. Nè, bạn muốn gây chiến với mình có đúng không? Mình nghĩ người muốn gây chiến là bạn thì có. Đúng là không ra làm sao hết. Thôi mình đi Minji ơi, ở đây hết vui rồi. Tốt thôi, chúng ta hãy cùng quyết đấu đi. Đấu thì đấu, ai sợ bạn chứ. Ngon quá đây. Shadow à, mình hỏi nè. Hả? À, chuyện gì? Bạn thật sự không định tặng sô-cô-la cho ai hết hả? Không. Minji nè, nếu mình nói bây giờ mình muốn qua nhà của bạn để cùng làm sô-cô-la thì có được không vậy? Có thật không? Mình tưởng bạn sẽ không tặng cho ai chứ. Tự nhiên mình vừa nghĩ ra một người để tặng sô-cô-la rồi. Cho con gửi, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn con nhiều lắm. Là thật sao có người để bạn tặng sô-cô-la hả? Người đó là ai vậy? Mình không nói cho bạn biết đâu. Nhìn thật kỹ nha, Shadow. Chúng ta phải khuấy đều sô-cô-la với độ nóng vừa phải như vậy nè. À, thiệt là ngon quá đi. À, Shadow, bạn ăn hết thì còn sô-cô-la đâu để nấu nữa. À, bạn yên tâm đi, chúng ta vẫn còn rất nhiều đây nè. Cuối cùng cũng xong rồi. Bạn đúng là giỏi thiệt đó, Minji. Ủa, mà làm sao làm tới 3 hộp vậy? Là bởi vì... Cứ nói cho mình biết đi. À khoan đã, có 3 hộp sô-cô-la tức là bạn thích tới 3 người luôn á hả? Không phải như bạn nghĩ đâu. Nhiều lắm luôn á. Vậy hả? Đã vậy? Donghi ơi, bạn có nhận được quà chưa? Mình có rồi. Gì? Bạn nói thiệt hả? Sáng nay mẹ mình đã tặng cho mình rồi. Biết ngay là sẽ như vậy mà. Theo mình nghĩ, những đứa trẻ ngây thơ như chúng ta không nên trở thành nạn nhân của người lớn bằng việc mua sô-cô-la để cho họ kiếm tiền như vậy. Bạn nói có đúng không? Donghi, tặng cho bạn nè. Cảm ơn bạn. Bạn ấy đến rồi kìa. Chào bạn nha Minji. Chào Shadow, bạn tới rồi hả? Minji à, các bạn ấy bị làm sao vậy? Họ đang muốn bạn tặng sô-cô-la cho họ đó mà. Thì ra là như vậy hả? Ê nè, nhưng mình chỉ có một hộp thôi, làm sao mà tặng được đây? Thôi được rồi, nếu các bạn muốn mình tặng hộp sô-cô-la này thì các bạn phải vượt qua được thử thách của mình. Thử thách của ngày hôm nay là phải vượt qua mấy cái thanh cầu khỉ kia. Người nào hoàn thành nhanh nhất và ít hơn một phút sẽ chiến thắng. Tất cả chuẩn bị. Tính giờ. Sô-cô-la, 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 sô-cô-la. Không được, như vậy là dây ăn gian. Xin lỗi cậu bé. Cậu chủ ơi, cậu không sao chứ?
coi như vậy đủ rồi. Không ai có thể hoàn thành được thử thách dưới một phút, cho nên không ai thắng hết á. Minji à, vào ngày lễ tình nhân bạn sẽ tặng sô-cô-la cho người bạn thích nhất có đúng không hả? Đúng vậy đó. Cũng tức là trong số chúng ta có người bạn ấy thích Chanu à. Mình đã quyết định rồi. Người mà mình thích nhất đương nhiên chính là mình rồi. Mình biết ngay là sẽ như vậy mà. Mọi người ơi, có ai muốn chơi đá banh không? Thưa cậu chủ, tôi thành thật xin lỗi. Tôi nên cố gắng nhiều hơn. Không sao đâu, ít ra thì con cũng được tập thể dục, chơi khá là vui. Chúng ta đi thôi. Dạ cậu chủ. Thêm một năm nữa mình lại không có quà. Tụi mình cũng không có gì hết, buồn thiệt chứ. Chanu ơi. Hi. Minji à, sao bạn đi lâu vậy? Mình vào lớp cất vài thứ. Đúng rồi, bạn đã tặng sô-cô-la chưa? Thật ra thì mình... Chanu ơi, Minji ơi, chơi đá banh không nè? Tất nhiên là chơi rồi. Minji à, nhanh lên đi. Mình tới liền. Bạn sút đây. Nè, ai kêu bạn sút hả? Bây giờ mình không muốn làm gì hết á. Chúng ta về nhà đi thôi. Đây là gì vậy? Một hộp quà. Ai đã cẩn thận để cái này trên bàn của mình vậy chứ? Trên này còn có tên của mình nữa. Là sô-cô-la đó. Mình cũng có sô-cô-la nữa nè. Chúng ta có quà rồi. Tao nhất định sẽ bắt được mày. Mày tưởng leo lên cây là có thể trốn được tao sao hả? Tao có biệt danh là sóc bay đó, cho nên mày đừng hòng trốn thoát khỏi tao. Mau trả giày để tao còn về thành phố nữa, nghe rõ chưa? Cảm ơn chú. Đừng nhìn mình buồn bã như thế. Để chú coi coi con có bị thương ở đâu không. Dạ không, con không sao. Cảm ơn chú đã kịp thời cứu con. Vậy tốt quá. Ồ, là Bách Gu hả? Chú gì ơi, chú biết Bách Gu của nhà con sao? Bách Gu nhà con à? Nói vậy con chính là... Ôi trời, con bé làm gì người dơ quá trời. Hình như kỳ nghỉ nào con cũng về thăm ngoại con đúng không? Con là con gái của Nan Hyun ở ngôi nhà có cây hồng. Dạ. Con là con gái của Nan Hyun sao? Tôi cứ tưởng mấy đứa trẻ thành phố đều rất trắng trẻo và ăn mặc phong cách chứ. Ôi trời ơi, con bé cũng tốt mà. Mấy đứa trẻ ở quê bây giờ chưa chắc năng động như nó rồi đâu. Nói vậy,
Người đàn ông đẹp trai đó chính là mối tình đầu của mẹ, có đúng không? Chú ấy không phải là người đàn ông đẹp trai, mà là một chủ vườn trái cây rất đẹp trai. Vườn trái cây của chú ấy lớn lắm, có đúng không hả bà ngoại? Đúng rồi, chú ấy là một chủ vườn trái cây rất lớn. Trong khi bà của chúng ta lại không có cái gì hơn. Ước gì em cũng được gặp chú ấy. Mấy cái đứa này, cái đó mà gọi là đẹp trai gì chứ? Không thấy anh ta ốm như cây sậy hả? Tụi con còn nhỏ nên chưa biết tiêu chuẩn của đàn ông đẹp là gì đâu. Một người đàn ông đẹp á là phải có một chút mỡ bụng và cao hơn chiều cao trung bình, giống như ba nè. Mỡ bụng của anh không chỉ có một chút đâu à nha. Điều quan trọng là tới bây giờ chú ấy vẫn còn độc thân và sống một mình nữa. Thiệt hả? Chú ấy vì mẹ con sao? Á trời, thiệt là lãng mạn quá đi. Nhưng sao hồi đó mẹ và chú ấy lại chia tay vậy? Các cô gái đừng có nói chuyện vô nghĩa nữa, mà lại đây ăn trái cây mau đi. Mình nghĩ là mình biết tại sao rồi, nhưng cũng không chắc. Bởi vì hồi làm bài kiểm tra, những câu trả lời mình cho là đúng thì đều là sai hết. Cha Đu à, con đi lấy cái khăn tay đi con. Dạ, sao tự nhiên lại lấy khăn tay vậy bà? Bà sẽ kể chuyện tình yêu của ba mẹ mấy đứa. Đó là một câu chuyện rất thảm thương, nên chắc chắn mấy đứa sẽ không thể kềm nước mắt được đâu. Sao mẹ lại nói nó là một câu chuyện thảm thương chứ? Nó kết thúc có hậu mà. Đó chỉ là suy nghĩ của con thôi. Trong lúc mẹ đang kể chuyện thì cấm đứa nào hó hé nghe, rõ chưa? Bây giờ nhìn mẹ mấy đứa như vậy là vì nó có ba đứa con và sống cuộc sống khó khăn. Nhưng khi còn trẻ, con bé là một cô gái xinh đẹp nhất thị trấn này đó. Mẹ ơi, làm gì có chuyện đó chứ? Con chính là bằng chứng sống đây nè. Kệ đi, xấu đẹp không quan trọng. Nói chung ba mẹ các con gặp nhau lần đầu tiên vào giữa mùa đông trong cơn bão tuyết. Đó là mùa hè mà mẹ, trời còn rất nóng nữa. Vậy sao, chắc là con nhớ đúng rồi. Để coi, bà nhớ hôm đó mẹ của mấy đứa có một cuộc hẹn ở hiệu sách trong thị trấn. So với các cô gái khác ở trong thị trấn lúc đó, mẹ các con là một người phụ nữ khá hiện đại, được nhiều chàng trai yêu thích và muốn cầu hôn. Nhưng trong lòng nó chỉ có duy nhất một người đàn ông mà thôi. Anh Minh Hoa, cái chuyện này thôi chết, mình trễ giờ rồi. Tên của chàng trai đó là Trần Minh Hồ. Mặc dù cậu ta không có giàu có nhưng lại là một thanh niên vô cùng chăm chỉ. Mặc dù lúc đó cả hai đều đã có tình cảm với nhau, tuy nhiên... Nan Yang, ở bên này nè. Xin lỗi nha, mình đến trễ. Wow, nhìn ngon quá đi. Cái anh kia, anh mới nói cái gì vậy hả? À, tôi chỉ nói là cái bánh này ngon quá thôi à. À, đừng có nói là người đẹp có hứng thú với tôi rồi đó nha. Chào bạn Nan Yang. Bực mình, cái tên bất lịch sự đó là ai vậy chứ? À, bạn đang nói anh Hồ Đôn đó hả? Anh ấy là bạn đi lính chung với anh mình, nghe nói ở lại thị trấn chơi vài ngày á. Bạn biết không, anh ấy là người thành phố đó. Người thành phố thì sao chứ? Bạn nhìn kiểu tóc quái gở của anh ta kìa. Ê nè nè, bạn không xem tivi hả? Tóc dài đang là xu hướng của người thành phố. Nhìn chả hợp với anh ta chút nào. Chào em, Gerson. Dạ, em chào anh Hodon. Cô gái cổ hủ này là ai vậy Gerson, bạn em hả? Dạ, cô ấy là Nanyan, bạn em á. Ồ, Nanyan hả? Nghĩa là mùi hương hoa lan phải không? Vì đây là lần gặp thứ hai nên tôi sẽ tự giới thiệu. Tôi là Choi Ho-don, người từ thành phố. Tôi là Choi Ho-don, người thành phố. Anh nhấn mạnh từ thành phố để khoe khoang cái gì vậy hả? Còn nữa nha, tôi với anh gặp nhau hồi nào mà nó là lần gặp thứ hai chứ? Thì chúng ta mới gặp nhau lúc nãy mà. Phục vụ ơi, vui lòng mang sữa và bánh cho các cô gái xinh đẹp ở đây nha. Nhớ là phải chọn những cái bánh ngon nhất trong tiệm của cô nha. Anh Ho-don tuyệt vời. Các cô gái à, giờ chúng ta sẽ nói về tuổi trẻ ngọt ngào và lãng mạn có được không? Tôi nghĩ là không có cần thiết đâu. Mà tại sao một thanh niên thành phố như anh lại lãng phí thời gian quý báu của mình vào thị trấn nông thôn như thế này? Cô nói gì? Cô đang muốn tìm hiểu về tôi hả? Cái gì? Anh đừng có ảo tưởng. Tôi chỉ nghĩ nếu là thanh niên trai tráng cố gắng tìm hiểu về tôi, nó sẽ làm tim cô tan nát. Các em có biết một con quái vật sống ở sông Hàn không vậy? Làm gì đó chứ. Anh Hồ Đôn mà anh hồ tụi em. Tạm biệt Na Thi. Tạm biệt hai bạn nha. Tạm biệt anh Hồ Đôn. Tạm biệt. Hai em đi đường cẩn thận nha. Cái anh kia kỳ ghê. Tại sao cứ đi theo tôi hoài vậy? Cô em là hiểu lầm nữa rồi. Nhà của tôi cũng ở hướng này mà, cho nên cứ mặc kệ tôi đi. Tức thiệt mà. Đã tới nhà của tôi rồi, làm ơn về nhà đi.
đồng ý đi chơi với tôi nha. Hả? Làm cái gì vậy? Nếu có ai đó nhìn thấy thì làm sao? Anh mau đi đi, ở trong thị trấn này ba tôi đáng sợ lắm. Ủa, bác trai có ở nhà hả? Ở đúng lúc tôi cũng đang muốn gặp bác ấy đây. Hay tranh thủ tối nay vô chào bác luôn cho tiện hả? Bác trai ơi, bác trai ơi. Ê, anh đang làm trò gì vậy? Bà của tôi mà nghe thấy là chết đó. Sao trên đời này lại có người trơ trẽn nha anh? Ê, cái này không phải là trơ trẽn mà là dũng cảm. Em chưa từng nghe người dũng cảm nhận được sự công bằng hả? Anh lại ăn nói lung tung cái gì nữa vậy? Có con rắn kìa. Mau đuổi nó đi đi. Em đừng có di chuyển nha, nó đang bò tới chỗ chúng ta đó. Nó đã đi chưa? Nhưng mà anh đã mua bó hoa này ở đâu vậy? Tôi có mua đâu. Không phải hai bên đường có rất nhiều hoa dại đó sao? Bó lại rồi cũng giống hoa ở tiệm đúng không? À, ra là hái ở bên đường. Nhưng trên giấy gói lại có ghi tên người bán hoa đây nè. Nayan à, tôi khuyên em lần sau nếu có nhìn thấy thì cũng làm như không biết đi. Nếu em cứ tinh ranh như vậy thì người ta sẽ không coi em là con gái nữa đâu. Tôi vốn là con gái mà. Không xem là con gái thì coi là con gì? Nè, những gì anh đang nói là thiệt đó. Chỉ thêm một chút xíu để chuyện thêm hấp dẫn thôi. Cậu đứng như vậy là xa rồi đó. Có muốn mua thêm mấy viên đạn không? Không cần đâu ông chủ. Tôi cần một viên là được rồi. Như vậy mà vẫn bắn trúng hả? Thấy anh có giỏi không? Không thể nào tin được. Để anh đi lấy gấu cho em. Cảm ơn nha bạn hiền, coi như tôi nợ anh một lần. Ê, có gì đâu, chúc may mắn nha. Thích quá đi à. Nan Hian à, chúng ta kết hôn nha. Dạ. Có thể em thấy anh vẫn chưa trưởng thành, nhưng anh có nhà ở thành phố và có tiền tiết kiệm nữa. Trên tất cả, anh biết anh có thể làm được những gì để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em. Chuyện này bất ngờ quá, em cần thời gian để suy nghĩ. Nó là con chó dễ thương nhất trong bầy luôn đó, em có thấy ưng không nè? Đáng yêu quá à. Chị Long có mày màu trắng nên tao gọi mày là Becku nha. Anh thấy tên Becku như thế nào? Ừ, nghe hay đó, Becku. À mà Nania nè. Dạ. Có chuyện này anh muốn hỏi, không biết em và anh có thể cùng nhau nuôi Becku khôn lớn không? Dạ, cùng nhau là sao? Hả? Không có gì, ý anh là anh muốn em hãy chăm sóc cho Becku thật tốt, chỉ có vậy thôi à. Không cần anh nói em cũng chăm sóc nó thật tốt mà, mình đi thôi Becku. Không phải, anh Nanyang à. Nania nè, mấy ngày nay anh thấy em hay đi chung với anh chàng người thành phố ha? Đó là gì? Đúng như anh thấy đó. Tối hôm qua anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn em rồi. Hả? Vậy thì tốt quá rồi, còn gì? Anh thực sự thấy tốt hay sao? Anh thấy người đó có thể mang lại cho em hạnh phúc, chứ không giống như anh, nghèo tới mức chẳng có gì cho em hết. Anh đúng là đồ ngốc mà. Đúng rồi, anh nói đúng lắm đó. Lúc đầu tôi còn thấy có lỗi với anh, nhưng anh đã nói như vậy rồi thì tôi không còn thấy gì lăng tăng nữa hết. Con thấy chú ấy thiệt là đáng thương. Sao con lại thấy thương anh ta chứ? Tất cả là do anh ta ngốc nghếch và không có đủ dũng khí mà thôi. Vì anh ta ngốc nghếch nhưng anh ta không hề nói dối tôi giống như ai kia. Anh đã có tiền tiết kiệm và một ngôi nhà ở thành phố, anh nên thấy mừng vì tôi không kiện anh tội lừa đảo kết hôn đó, nghe chưa? Ồ, vậy là anh phải biết ơn em rồi. Nghe mẹ nói anh ta vẫn còn độc thân kìa. Ê, vậy tốt quá. Bây giờ em ghét anh rồi thì ly hôn đi, sau đó hai người hãy đến với nhau. Ôi trời ơi, anh nghĩ là tôi không dám mà. Sau khi ly hôn tôi sẽ yêu và kết hôn với ông chủ một vườn trái cây rộng lớn. Bà xã, đừng vậy mà. Sao em lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó? Anh giỡn thôi mà. Đúng ra bà không nên kể câu chuyện đó. Tuy bà mẹ mấy đứa đã trưởng thành nhưng mà vẫn y như là con nít vậy. Không sao đâu, tụi con biết mà. Bà xã ơi.
줄 거야.